Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình tiếp tục làm video bán cho mọi người những cái cây sổ mà mình làm nha. Thì bây giờ cây đang trong cái giai đoạn là phát triển mạnh như vậy nè. Đó, thì mình chia cho mọi người về, mọi người trồng và chờ hoa. Thì bây giờ để như vậy chờ hoa cũng được, mà về mọi người thay qua chậu to cũng được nha. Đó, mình còn một ít những cái cây mà mình lựa lá đẹp á, mình chừa lại để chờ hoa. Thì mình chia cho mọi người, mỗi người vài chậu về chơi. Thì cái này nếu mà chia thì mỗi một hùng như vậy mình sẽ chia cho mọi người hai chậu nha. Thì ship một chậu nó rất là tốn cái công và cái hùng cà tông mà mình cắt nó nhỏ ra thì nó rất là khó, cho nên là lỡ một lần ship á, cái tiền ship nó cũng giống như nhau, một cây hoặc hai cây tiền ship nó cũng giống nhau á, cho nên là mọi người nên lấy hai chậu và mình cũng chỉ chia một lần hai chậu, mình chia một lần ít nhất là hai chậu cho nó dễ. Đó, bây giờ cây nó đang phát triển tốt lắm đây nè. Đó, đó, về mọi người cứ để chờ hoa, hoặc là mình kỹ thì mình thay chậu nha. Mình thay qua chậu lớn hơn, tại cây nó to nhưng mà còn trong cái chậu nhỏ. Mọi người thay qua cái chậu lớn hơn để cho cây nó phát triển đó. Mọi người nhìn rễ nè, rễ nó mới ra thêm rất là nhiều. Đây là nó có những cây nó cũng nhiều hướng, nhiều mầm đó, đó. Nó thì nó cũng có cây này cây kia, nhưng mà đa số là cây là nó nhiều thân, đa số nó nhiều thân hơn là những cái cây ít thân. Thì mấy cái loại này là 250.000 một chậu nha. Mọi người cứ đặt một lần ít nhất là hai chậu là mình sẽ gửi cho mọi người hết đó. Còn về cái vấn đề mà cây sưu tầm á, thì nó có nhiều lắm và nó cũng ở nhiều phân khúc giá khác nhau. Cho nên là mọi người ai thích những cái mặt hoa sưu tầm nào mà trên cái kênh của mình đã từng giới thiệu trước cho mọi người á. Ai muốn mua mặt hoa gì mọi người cứ gửi hình mặt hoa và nhắn tin qua Zalo cho mình, thì mình sẽ chụp cây hoặc là mình sẽ tìm cây, mình báo giá cho mọi người cho nó dễ. Còn mọi người thích cây sưu tầm thì mọi người cứ nhắn như vậy nha, là mình tìm cho mọi người nó dễ hơn. Rồi cây sổ cũng vậy, và những cái cây khác thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người vài cái chậu sưu tầm mà mình đã trồng hừng và mình đã làm tác phẩm chia cho mọi người luôn đó. Thì những cái chậu sưu tầm to như vậy nè, những cái chậu trắng lưỡi tím nè, mình làm thành chậu to như vậy nè. Đó, mình chia cho mọi người, ai thích mà chơi chậu to nhanh, không có mất thời gian thì mọi người mua chậu lớn như vậy nha. Đây, đó, những cái chậu mà lớn như vậy nè là mọi người về chơi rất là nhanh. Cái này về là cứ nó lên mầm mới là có hoa thôi, tại vì cái dòng nó xuyên hoa. Rồi nhiều hướng nhiều thân thì nó cái tỷ lệ nó đậu hoa nó cũng dễ hơn nha. Đó, đây là mấy cái chậu lớn. Rồi còn riêng những cái dòng mà sưu tầm mà mình tách hướng sẵn như vậy nè, mình cũng trồng nó bám rễ như vậy nè, thì những cái loại mà giá nó cao á thì mình cũng đã tách ra rồi, mình trồng nó ra rễ như vậy cho mọi người, để mọi người dễ chia hoặc là dễ mua đó. Thì ai thấy thích những cái loại cây sưu tầm gì thì mọi người cứ nhắn tin Zalo cho mình, rồi mình tìm cây mình gửi cho mọi người, cái nào còn thì mình sẽ chia cho mọi người đầy đủ hết nha. Tiếp theo mình giới thiệu cho mọi người một cái chậu OK2 đang rất là sung sức luôn. Thì có lưỡi mèo nhưng mà mình chưa có thấy đậu tim nụ. Thì bây giờ cây nó đang thân tơ, nó đang đi rễ mới nè, rồi đang nứt mầm mới luôn. Đó, đây là một cái cây OK2 mà mình nuôi đang rất là sung. Thì lúc mình tách hướng ra mình nuôi thì bây giờ nó đang lên rất là sung rồi. Đó, thì ai thích cái mặt hoa này thì mọi người
liên hệ với mình thì mình sẽ chia cho mọi người chậu như vậy nha. Cái OK2 này thì mình đang có một cái chậu đẹp như vậy để chia cho mọi người được. Đó, đây là những cái hàng sưu tầm đẹp. Rồi còn ở đây mình chia cho mọi người một cái chậu vàng lưỡi đỏ lớn này nha. Hướng bên này đang đậu nụ, còn hướng bên đây thì hoa tàn rồi. Đó, hướng bên đây hoa tàn rồi, bây giờ nó đang đi mầm trở lại mầm mới. Còn hướng bên này thì thân tơ vừa mới cứng cáp và đang đậu nụ nha. Thì đó, mình chia cho mọi người nguyên cái chậu, mình làm thành tác phẩm sẵn như vậy. Mọi người về treo rồi mình cho thêm phân tan chậm ở trên mặt là tưới nước, rồi mọi người chăm sóc và mọi người chơi thôi. Đó, nhưng bây giờ nó đang đậu nụ trong đây rồi. Đây là một cái chậu vàng lưỡi đỏ cũng đẹp nha. Và ở đây mình có mấy cái chậu blue indigo. Thì mình sẽ chia cho mọi người những cái chậu blue indigo lớn như vậy nha. Đây là cái chậu thứ nhất nè. Cái chậu này nó là chậu nhỏ nhất trong 4 chậu mình chia cho mọi người. Đó, chậu nhỏ nhất là như vậy nha. Mấy cái này nó dễ hoa và hoa rất là đẹp. Đó, đây là cây blue indigo. Đó, thân lá cao to. Rồi bây giờ mình lấy cái chậu thứ hai cho mọi người xem nha. Đây là cái chậu thứ hai. Đó, đây là chậu thứ hai. Đó, mọi người thấy rõ ràng nha. Cây rất là đẹp. Mặc dù là mùa này là mùa nắng khô thì cây nó hơi mất sức, nhưng mà mình cũng cố gắng tăng cái lượng nước tưới á, để cho cái cây nó cũng giữ lại được cái độ giữ nước của nó, không đến nỗi mà nó nhăn cây lắm. Mùa khô này thì rất là dễ nhăn cây. Đây là chậu thứ hai đây. Đó, hoa đẹp lắm. Thì mình rất là thích cái hoa này. Cái này lúc nó không có hoa mình nhìn thân lá thôi mình thấy cũng thích nữa. Đây là chậu thứ ba nè. Đó, đây là chậu thứ ba nha. Đó, chậu thứ ba này thì nó nhiều hướng. Đó, chậu thứ ba. Và đây là chậu thứ tư, chậu cuối cùng nha. Đây, đây là chậu thứ tư. Đó, chậu thứ tư này cũng rất là đẹp. Đó, thì mọi người ai thích chậu nào á, mọi người có thể chụp màn hình lại xong mọi người gửi Zalo cho mình, rồi mình gửi cho mọi người đúng cái chậu đó để nó không bị nhầm. Đó là mấy cái chậu blue indigo mà mình muốn chia cho mọi người nha. Còn đây là những cây sổ mà mình hai chậu rồi nè. Đây là những cây sổ mà mình hai chậu sẵn. Thì ai thích cái kiểu này thì mình cũng chia nha. Nhưng mà cái này thì giá nó cao hơn là cái cây chưa hai chậu nha. Đó, mình hai chậu sẵn, mình hai qua chậu 21 sẵn luôn. Đó, mình hai chậu sẵn như vậy nè, cho mọi người luôn. Về mọi người khỏi mất công thay, khỏi mất công làm. Đây, có hai chậu sẵn lên, cái nhìn cái cây nó rất là bự. Đó, nhiều khi hai chậu sẵn vậy nè, về mọi người đỡ cực, mọi người đỡ phải hai, đỡ phải làm gì hết, cứ về để như vậy thôi, treo lên. Đó là cho những người mà không muốn động tay động chân để mà trồng nhiều, thì mọi người mua cái này thì mọi người khỏe. Còn riêng mà những người mà ai thích cái cảm giác là mình được trồng cây, mình thích trồng cây, thì mình mua những cái cây sổ mình chưa hai chậu như vậy, thì về mọi người có thích tách chiết hoặc là thích trồng, hay là tập tách chiết tập trồng gì đó thì nó cũng dễ. Mình có cơ hội để mà mình đụng chạm vào cái cây, mình tập tách chiết, mình tập trồng, do nó có cái cảm giác là cây mình tự trồng. Thì dù gì là ngắm hoa mà mình tự trồng nó vẫn hay, là hay hơn là mình ngắm hoa mà người ta trồng sẵn. Thì cái đó là nó có cái sự, cái cảm giác phấn khởi hơn.
đó. Mọi người thích những cái cây mà về tự trồng thì mua những cây mình chưa thay chậu. Rồi thì mấy cái cây mà mình muốn chia cho mọi người á, nói chung là bây giờ mình có thể chia cho mọi người tất cả những cái cây nào mà mình đang có, cho nên là mọi người thích cây gì mọi người cứ nhắn tin hỏi mình thoải mái qua cái Zalo. Thì mọi người cứ đang có tìm hiểu thích Gia Lan Cattleya mà muốn mua muốn như thế nào đó thì cứ nhắn tin hỏi mình thoải mái nha, kể cả cách chăm sóc, cách trồng cái gì đó mọi người có thể điện trực tiếp để hỏi, hoặc là nhắn tin qua Zalo. Mọi người nhớ là điện vào cái giờ hành chính là được, rồi mình sẽ cố gắng giúp cho mọi người để có cái hướng giải quyết là trồng cái lan sao cho nó tốt nha. Thì thôi mình xin kết thúc video clip nha. Mấy cái video clip mà mình chia sẻ mình bán cây cho mọi người á, mình cũng cố gắng tiết chế cái thời gian lắm để không có làm mất thời gian của mọi người nhiều. Ok, bye bye, bây giờ mình xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha.